Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem mình cho mấy em cá Bubi ăn sáng nè. Mỗi ngày mình chỉ cho ăn một lần vào một buổi sáng và đủ cùng một giờ nha các bạn. Một lần duy nhất, một giờ duy nhất. Cho ăn ít ít thôi. Mà khi nào mình biết là cho ăn đủ, khi nào dư là mình bạn thải đồ ăn xuống, là bạn thấy sau chừng 10 giây nó ăn sạch hết, sạch nhắt hết là cho ăn đủ. Sau đó bạn cho thêm, mà bạn thấy là sau 10 giây nó ăn không kịp nữa, còn dư đồ ăn nổi lờ bèo đó là nhiều rồi đó. Sau phần Guppy ăn, giờ mình sẽ cho tới tép nha bạn. Tép là đồ ăn riêng của nó nha các bạn. Đây, đồ ăn riêng của tép đây. Đồ ăn của tép á, thì nó là từng hạt như thế này. Nó từng hạt như vậy. Nó nặng. Để nó chìm xuống đáy cho tép nó ăn. Nhưng mà do cá Guppy này đông quá, thật ra nó cũng dành ăn với lại mấy em tép luôn. Nó cũng dành ăn với mấy em tép. Mình rải vô trong mấy cái phần lá cây hay là trong góc hồ đó, để cho tép còn vài miếng ăn, chứ không là cá nó ăn hết. Đó, em tép đang tìm đồ ăn, em tép tép nó thấy là nó bu lại cái hạt thức ăn đó, nó ăn. Nhưng mà mấy em cá này thường không có để em tép ăn yên ổn. Hồ của mình hôm nay cây cối mọc xanh tốt lắm rồi. Hôm qua mình mới thay nước đó các bạn, nước trong veo. Rồi tạm biệt các bạn nha.